Ủa ai gọi cửa nhờ? Nhà không có vô vô đi gì đâu. Ủa thằng nào vậy? Ủa cái gì ấy? Thằng nào vậy? Ủa ông là ai vậy? Sao tôi thấy ông không có quen ta? Ông đâu phải là người ở đây đâu. Ờ đúng rồi, tôi đâu phải là người ở đây. Tôi là từ một cái hành tinh khác tới nơi đây, đỡ tôi muốn nhắc nhở ông một thứ chuyện nữa mà. Mà khoan, bây giờ cho tôi hỏi là ông là ai? Ông là ai? Tại sao tôi không có quen nhờ? Thế là để tao nói ra thì tôi á, tôi là ông, còn ông là tôi. Còn tin hay không tùy ông à. Mày bị điên à, mày cái bị xả nó mà vô nhà tao mà nói như thế mày. Mày cái tin là tao giao con chó ra cắn lột dép mày không? Hello mọi người nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với ban của mình nha mọi người. Thì mình là ban đấy các bạn ơi. Thì ngày hôm nay thì mình đã quay trở lại như mọi ngày rồi đây. Thì tại sao ngày hôm nay mình quay lại thì mình cũng có một thông báo muốn thông báo cho mọi người á. Dạo gần đây thì mình thấy nhiều bạn cũng kêu mình quay lại với Roblox lộn, ấy sorry, Play Together các bạn à. Đấy, nhưng mà cũng có nhiều bạn muốn mình chơi Roblox các bạn ạ. Ok thì mình vẫn chơi Roblox nha, nhưng mà mình sẽ đang ở một cái kênh khác nha mọi người. Thì bạn nào muốn chơi mình chơi Roblox thì mọi người hãy qua cái kênh này giúp mình nha. Kênh ban đây nha mọi người. Thì kênh này thì mình sẽ làm Roblox nha mọi người. Ok các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì mình nghĩ là sẽ chơi Play Together lại các bạn ạ. Nhưng mà thực ra mấy bữa nay mình vẫn chơi bình thường các bạn ạ. Nhưng mà dạo gần đây mình thấy nó có một cái cập nhật mới các bạn ơi. À mà quên nữa, dạo đây mọi người thấy Gum đâu không mọi người? Hiện tại không, miệng dạo gần đây mình không thấy Gum làm video nữa các bạn à. Ok thì không biết Gum đang ở đâu nữa thì các bạn bình luận phía dưới cho mình đỡ mình biết nha các bạn ơi. Tự nhiên mấy bữa nay chị Gum mất tích các bạn ạ. Thật kỳ lạ các bạn ạ. Ờ ha, ở trong Play mình vẫn còn vài thứ mình quên cho các bạn xem nữa. Thì mình nghĩ là sắp tới mình sẽ cho mọi người xem những cái thứ đó nha. Ok cho nên mình sẽ không tiết lộ nha mọi người. Để cho tránh trường hợp nó sẽ bí mật bật mí nha mọi người ơi. Ô các bạn ơi. À và mình cũng nghe nói là cập nhật sắp tới là các bạn sẽ được chơi cùng với bạn bè, không phải chơi cùng mà là kiểu như solo cùng với bạn bè nè. Solo bắn súng mà solo leo tháp vô cực cùng với bạn bè các bạn là kiểu như tạo phòng á mọi người. Mình vào mình xem được coi nó có cập nhật có mới có gì không nha các bạn ơi. Ôi ui ui. Hình như mình vừa mở được bao nhiêu gương vậy đã? Ủa, bao nhiêu gương vậy các bạn? Chết chém mình quên thấy không? Hình như là có hai số rồi các bạn. Hình như là 20 hay là 50 đó. Bạn là bao nhiêu ta? Bạn lượt phía dưới cho mình nha. Ok và bây giờ mình sẽ vô trong phần tin tức cho mọi người à, thông báo đúng không? À, mình vẫn còn nhớ ở đâu nhỉ? Chỗ đây. Chi tiết các bạn. Đấy. À. Ủa cập nhật cái gì đây? Ủa cái gì đấy? Cái gì sao nó bị lỗi các bạn? Không biết dạo này có biết các bạn nó có bị lag không nha? Dạo này mình bị lag lắm các bạn. Dạo này mạng nó bị cá mập cũng cắn cái gì sao nó lắc phải ọ mọi người. Ủa cái đấy gì đấy? Ui. Cái gì đây? Tòa nhà hả? Đây là tòa nhà. À tòa nhà các bạn ạ. À. Đúng rồi, tòa nhà nè. Ui tòa nhà đúng không? Ủa tòa nhà mà sao nó bự nhỉ? Con nhân vật này mọi người thấy con nhân vật không mọi người? Ui biết tòa nhà gì đây, tòa nhà gì đây? Chắc là mấy cái hộp. Mình thấy 1, 2, 3, 4 này đây nè, để mình đọc coi. Tòa nhà lạch quẹt khổng lồ. À mình hiểu mọi người, khi là nó sẽ là bấm số 1 này, chẳng hạn như ngày chuẩn bị ngày đầu tiên là các bạn vô nhận cái hộp đầu tiên đấy, các bạn chạy lên vô cái hộp ngày đầu tiên, ngày thứ hai là các bạn nhận ngày thứ hai đó, hộp ngày thứ ba nhận ngày thứ ba đó, kiểu vậy. Mấy quà gì cũng đấy nữa, còn đây là phần thưởng trái tim gì đây, gì đây mọi người? Valentine các bạn à, Valentine mọi người. Còn đây là sô cô la, trời ơi cái gì đây, trời ơi có gì chơi không? Mấy cái hộp cái gì đây? Nếu bạn muốn gặp gỡ thú cưng lễ nhân đáng yêu hãy chú ý lễ tình nhân để trở lại đảo cái e. Ủa đẹp đã trở lại. Ôi cái trò chơi mới nè, cái trò chơi đây, trò chơi gì đây, từ từ coi. Ngoài ra bạn có thể nhấn nút máy chơi phía trên màn hình trên chủ nhà để coi, bạn có thể thưởng thức trò chơi mong muốn với bạn bè đến thăm nhà, hãy kiểm tra mini game thông qua hướng dẫn. À không biết cái mình có hiểu không, nhưng mình sẽ nói thử nha mọi người là cái này nó có thể chơi chung với bạn bè mọi người, kiểu như là các bạn cái bạn chỉ ở trong trận đó, ở trong trận đó chỉ có mình và bạn thôi, chỉ có mình và bạn của bạn bè em chơi thôi mọi người, không có người lạ mọi người đấy. Ui thế nếu mà như thế là mình sẽ chơi cái trò bắn súng này mọi người. Trời ơi chắc cái ai bạn nào mà biết mình, bạn nào mà xem mình lâu thì mình nghĩ là mình thích cái trò bắn súng này rồi các bạn ạ. À. Đấy cái trò này mọi người, nhưng mà cái trò này hình như vẫn chưa update hay sao, nhưng mà ok có chơi chung thì mình thấy nó cũng được các bạn ạ. Ok đỡ cập nhật coi như nào đây, mình nghĩ là nếu mà có chơi chung kiểu như chơi chung bạn bè nè, không mà không cần chơi chung cũng được nữa, nếu mà có chơi chung mà càng tốt bạn kiểu sẽ chơi chung với bạn bè bán nhau á mọi người, ấy không có người lạ vào để cho nó khó chịu can thiệp vào mọi người đấy, mình với bạn bè mình solo kiểu thế mọi người ấy, mình kiểu như được á mọi người ạ. À, cũng hợp lý đấy. Ok mình nói không biết có phải như vậy, hôm nay đỡ ra mắt cái máy tính nha mọi người. Ok đây cái gì đây, Play. À đúng rồi, có bạn bè nè, mình thấy cái chỗ bạn bè ngay chỗ đây nè mọi người thấy không, đây nè Sumo là cái gì đây, còn đây là trò chơi.
À, map đầu tiên là chơi mình có thể lựa chọn map các bạn, mình có thể lựa chọn map rồi mọi người ơi. À, thế là mình có thể lựa chọn map rồi mọi người. Nãy mình có chọn cái map đây, chơi xong rồi tới cái map zombie rồi mà tới cái map bắn súng. À, không không phải như trong tiệc chơi nữa. Ôi giời ơi. Gì đây? Chúng tôi sẽ cải thiện dù bạn rời khỏi mini game trước sau trong khi ra đài đang diễn bạn có thể vẫn tiếp tục. À, mình hiểu rồi. Kiểu như các bạn đang chơi play tour trong dạng ấy mọi người, bạn đang chơi mini game đi à, chơi thao cực đi à, mà các bạn bị ban game hoặc là mất mạng là area vô lại vẫn còn lúc đó nha mọi người, vẫn nghe cho bạn luôn. Ui giờ cũng hợp lý đấy, nếu bạn muốn rời khỏi lập tức không cần không mày không cần theo dõi, hãy bấm vào biểu tượng thoát ở phía dưới bên phải. Ủa, cái gì vậy? Cái này này mình cũng rành lắm mọi người. Còn này là cái gì đây? Hegin và play together. Ui giời, cái gì đây? Áo mới à? Áo hoodie à? Ui giời. Bây giờ cái gì đây, cải thiện danh sách bài tặng gì đây, số lượt thích tăng lên 200 người mỗi ngày. À là mình tự mình có thể tìm 200 người bạn, còn là lúc trước là mình có tìm có 100 là người thôi. Cải thiện bạn có thể xem chỉ số nơi thu thập gì ở trên khác khi mua vật phẩm. Người ơi, cải thiện danh sách bài tặng gửi cho chức năng trong bài tặng. À cái này là mình biết chắc là vậy rồi. Ok giao diện ok, mình nghĩ là sao dùng mới rồi. Hiện tại là cái gì đây, mình tưởng chơi chơi mới ai ngờ là hóa ra trang phục mới. Ôi ui, bữa năm mấy bữa mình thấy chiếc xe này nè mọi người, trời ơi cái xe này bảy bảy trăm mấy, trời ơi mua hơi chua đấy, chua dữ trời, chua quá các bạn ơi. Còn đây là đồ nữ các bạn. Ok thôi để gì vậy, trời ơi nó chua chát gì đâu mà nó chua dữ thằng. Ok các bạn ơi, còn gì nữa đâu. À dạo này mình thấy nhiều bạn cũng ở ký tự của mình, đỡ mình đọc cái ký tự của mình coi cho mọi người xem nha mọi người. Anh Ba ơi kết bạn với em đi, em cũng làm YouTuber. Ủa bạn này cũng làm YouTuber nè, đâu bạn này làm YouTuber kênh gì, bạn VTV hả, VTV 12659 hả. Ủa alo, bạn này làm YouTuber mà sao cái tên nó hơi kỳ kỳ nha. Anh các bạn với em đi, em cũng làm YouTuber hả. Trời ơi anh không biết kênh em là gì em ạ. Nếu em có xem video này em bình luận cái kênh của em xuống nha, để cho mọi người ủng hộ em nha. Ok anh Ban làm đệ tử của em đi, nỡ lòng nào anh bỏ em sao. Ủa anh đâu bỏ đâu, anh đang mình vừa quay lại đây các bạn, mọi người chơi thử, mọi người không biết mình đang cập nhật mới. Mình thấy dạo này hồi bữa hôm qua mình có nói là hôm hôm qua mình thấy mấy bạn nói là cập nhật mới nó có được chơi chung với bạn bè, không còn gặp người lạ nữa, cho nên là mình thấy mình vô lại coi như nào các bạn ơi. Mình cũng không tin nhưng mà ai ngờ nói chung là cũng chưa thử như cập nhật như nào các bạn ơi. Còn ở dưới gì đây, anh ban cho em xin kết bạn này em đám thù vàng vãi ò, vãi tặng đám thù vàng. Ôi dồi ôi giời ơi, nhìn cái mặt bây giờ còn một răng này, còn không có thổi qua, không có tiền đi khám răng rồi đấy mới tặng thù vàng. Trời ơi đừng nghĩ em đâu, anh có nghĩ anh mình chẳng quen mình nghĩ rồi giải trí rồi rồi ra mấy bữa mình cũng không biết chơi gì á. À quên nữa, với lại vài bữa đây mình cũng có không chơi game thì mình có phát hiện ra vài cái trò chơi cũng như vài cái kiểu như mình chưa quay cho mọi người á, trước giờ mình chưa quay cho mọi người á. Ôi, mà mình quên quay các bạn. Ok mình nghĩ là những cái clip sau ở trên kênh này mình sẽ làm về play together các bạn. Ok nha, thì nhờ còn các cái bí mật thì mình nghĩ là mình sẽ những ở clip sau mình sẽ tiết lộ nha mọi người, chứ bây giờ nói ra hết là còn gì bí mật nữa các bạn ơi. Ok thì còn bây giờ thì mình cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Mình nghĩ là các bạn không biết còn theo dõi mình khi các bạn chơi play together không đây. Ok thì các bạn bình luận phía dưới cho mình nha. Ok còn bây giờ thì bye bye mọi người nha, hẹn mọi người những các clip tiếp theo. Bye 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 bye.